Lukaku được ngựa ô ngoại hạng Anh săn đón, sắp kề vai sát cánh Marzo. Lukaku có cơ hội trở lại ngoại hạng Anh trong thời gian tới, tuy nhiên không phải đóng vai trò ghép phụ ở Chelsea. Theo tiết lộ từ tờ Phi Chase, Aston Villa quan tâm tới việc chiêu mộ Lukaku ở kỳ chuyển nhượng hè 2023. Hiện tương lai của chân sút người Bỉ rơi vào trạng thái bất định. Inter Milan không muốn tiếp tục mượn anh vào mùa sau, trong khi Chelsea sẵn sàng bán tháo cầu thủ này. Phía Lukaku cũng không mặn mà với việc quay trở lại Chelsea. Anh có những bất đồng với đội chủ sân Stamford Bridge. Ngoài ra, chân sút sinh năm 1993 cũng hiểu được rằng bản thân không hề có chỗ đứng ở The Blues dù còn hợp đồng tới hè năm 2026. Aston Villa sáng cửa có được Lukaku vì những lý do kể trên. Huấn luyện viên Emery mong muốn tăng cường lực lượng để đua tranh vị trí trong top 6 ở mùa giải tới đây. Việc bổ sung tiền đạo mới là một trong những mục tiêu hàng đầu. Lukaku trải qua thời gian vô cùng khó khăn ở mùa giải năm nay trong màu áo Inter. Anh xuống phong độ nghiêm trọng, ngoài ra còn gặp không ít chấn thương. Phải tới giai đoạn cuối mùa bóng, tiền đạo người Bỉ mới cho thấy sự hồi sinh. Bên cạnh việc nhằm chiêu mộ Lukaku, ngựa ô của ngoại hạng Anh còn hứng thú với Marzo. Chân sút người Pháp sa sút ở MU và huấn luyện viên Ten Hag không còn kiên nhẫn với anh nữa. Sau 27 trận được ra sân trên mọi đấu trường, Marzo mới ghi 8 bàn. Chưa kể, tiền đạo sinh năm 1995 còn bị nhiều chấn thương hành hạ. Marzo và Lukaku từng có thời gian gắn bó với nhau tại MU. Nếu Aston Villa chiêu mộ thành công hai ngôi sao này, họ sẽ có cuộc tái ngộ rất đáng chú ý. Aston Villa mang đến màn trình diễn vô cùng khó chịu kể từ khi được tiếp quản bởi huấn luyện viên Emery. Hiện đội chủ sân Villa Park xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh và còn nguyên cơ hội để đoạt vé dự cúp châu Âu vào mùa giải tới. Phòng Đức.